Hello, chào các bạn. Chào mừng đến với kênh Thích Là Mua của tôi. Hôm nay tôi vừa mới mua một sản phẩm mới ở trên Shopee. Đó là một cái bộ sạc. Bộ sạc này có công suất là 3,5 mAh, dành cho pin chuẩn M nha các bạn, M21 nha. Thì tôi lừa lắm, trên Shopee mới có cái shop này nha, thì mới có được cái giá mà thấp nhất trong số các shop tôi mua được. Và link sản phẩm thì tôi sẽ để dưới phần mô tả video cho các bạn có nhu cầu mua. Sản phẩm này thì tôi mua với giá, nếu mà trừ hết chi phí này kia thì và mà giảm giá thì còn giá đó là hơn 270 ngàn nha, cho cái cục sạc là 3,5 mAh. Cái cục sạc này của Datong thì các bạn cũng biết là Datong, thương hiệu của nó thì nó cũng nổi tiếng rồi, cũng không phải là hàng dở nha các bạn, nên mình đã quyết định chốt đơn với nó. Và bây giờ mình sẽ khui hạt hộp nó ra để xem sản phẩm như thế nào nha, có chính hãng không nha. Cảm vang bên đầu thì mặt sau thì bạn có thấy chữ Datong thì nó gần như là của hộp sản phẩm luôn rồi này. Bây giờ mình sẽ khui ra. Các bạn xem thấy hữu ích thì đừng quên like, đăng ký kênh ủng hộ nha. Mình cũng hay rảnh thì mình cũng ra video để cho các bạn xem shop thì cũng rất là cẩn thận, gói thì cũng có hàng dễ vỡ này kia để cho shipper khỏi cẩn thận hơn nha các bạn. Đây là hộp sản phẩm. Sản phẩm này thì mình có hỏi shop thì họ nói là chính hãng nha. Đây các bạn, hộp sản phẩm này bạn có thể thấy model là M21S35, dòng vào input là từ 220 và dòng ra nó là 240, hoặc là từ 220 đến 240 V nha. Và điện áp output là 21V và cường độ là 3,5 mA, 3500 mA nha các bạn, 3,5 A, sorry các bạn. Thì hôm trước mình có mua pin, đóng pin, thì bắt đầu bây giờ mình mua thêm cái sạc này của Datong để sạc cho ổn định nha, chứ dùng mấy cái cục sạc cùi thì nó không có tốt đâu các bạn. Sạc này là nó có ghi là flash charge. Đó, thì đây, và đây là sản phẩm này. Mặt sau của nó thì cũng có in chữ Datong và các thông số của nó luôn nha các bạn, rõ ràng luôn, giống như mình vừa trình bày đó. Nó sẽ sau sẽ có bốn con ốc như này, và ở đây thì nó có ghi là kích thước để mình treo nha các bạn. Chỗ này thì có hai lỗ để treo này, để kích thước lỗ treo để các bạn có thể nhu cầu thì khoan hai đinh thì treo lên thôi. Các bạn sẽ treo lên tường là treo lên như này, và bạn đang gài pin xuống nha các bạn, gài xuống cố định luôn, có nghĩa là các bạn treo lên tường đã sạc cho pin luôn nha. Ở đây thì nó sẽ có hai cổng như này. Sản phẩm này thì nó sẽ không có cái gài nha các bạn, thì cái này sạc thì các bạn phải dùng trọng lực của cái cục pin đã đẩy xuống thôi, không gài được. Ở đây thì có hai đèn báo hiệu này, khi mà pin đầy thì sẽ tự ngắt chuyển với đèn xanh nha. Sản phẩm này thì ông anh mình đã dùng rồi nên mình mới mua này. Các bạn yên tâm, vì ông anh dùng mình thấy tốt thì mình mới mua, và sạc cũng không nóng lắm, sạc không quá nóng luôn các bạn. Đây thì ở đây là họ shop họ cũng có chu đáo ghi luôn cái ngày bảo hành luôn này, thì shop bảo hành 6 tháng nha, nên các bạn dùng có hỏng thì báo shop để họ bảo hành. Trọng lượng con này thì mình thấy tầm khoảng 300 g nha các bạn, cầm chắc tay. Dây dài nha, dây này nếu mà kéo ra thì mình nghĩ dài cũng phải tầm, để mình sẽ mở ra xem luôn các bạn. Nó dài phải được 1,2 m nha các bạn, tầm 1,2 m. Đây thì cầu cắm này, sạc màu, dây sạc màu đỏ luôn nha. Datong thì xài rất ưng rồi, mình thấy chỉ có Datong mới họ mới làm
chất lượng và nặng tay. Còn ba cái mấy cái sạc mà rẻ tiền thì mình thấy họ làm nó không đảm bảo được nha các. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video review của mình. Các bạn có nhu cầu thì mua thì mình sẽ để link dưới phần mô tả để các bạn mua. Like, đăng ký kênh ủng hộ mình nếu mà thấy hay và hữu ích đó các bạn. Cái đài pin này mà các bạn mua mà sạc với pin chống NM thì tuyệt vời các bạn, sạc nhanh nữa, dùng sạc rất là tốt luôn. Mua cục này để mà các bạn hay dùng nhiều cho máy móc thì hãy mua cục này để mà dùng nha. Rồi, toàn bộ sản phẩm như thế này. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại, bye bye. Bây giờ tôi sẽ thử cắm vào ổ điện cho cái cục sạc 3.5 này của Decton nha. Thì đầu tiên cắm lên thì đèn sẽ báo xanh nha các bạn. Đó, thì đèn sẽ báo xanh khi mà không có pin. Cái cụ sạc này nó hay cái là khi mà nó quá nhiệt thì tự động nó sẽ ngắt sạc nha các bạn. Nên các mình khuyên các bạn khi sạc lâu thì nên gắn thêm cho nó một cái quạt hoặc là dùng quạt để mà làm mát nó sẽ hoạt động hiệu quả hơn. Nếu mà các bạn để cái nơi mà không có thoáng khí thì nó khả năng nó sẽ bị quá nhiệt và nó sẽ ngắt tạm thời, khi mà nào mà nhiệt độ ổn định lại nó sẽ mới tiếp tục sạc nữa nha. Thì đó là chức năng của cái bộ sạc này thôi. Còn bây giờ tôi đang gắn vào thì nó sẽ sạc bình thường, báo đỏ là sẽ sạc và khi sạc đầy nó sẽ tự ngắt nha. Đây, nó sẽ báo đỏ như này nha các bạn. Mình sản phẩm của Decton thì rất là chất lượng, cầm nó nặng tay, không phải như ba cái đồ rẻ tiền mà cấp theo máy nha các bạn. Nó nhẹ tên là không được nặng như cái sản phẩm này đâu. Cam kết với các bạn là nó rất là nặng. Hài lòng với sản phẩm.